Các bạn hãy nhấn đăng ký để theo dõi các video trên kênh của mình nhé. Thế còn bây giờ giả sử như là các bạn lại muốn ghi chú thêm, ví dụ là cái mặt cắt 11 này chẳng hạn, mặt cắt 11 chúng ta lại đang bố trí trong cái bản vẽ này là KC02. Thì trong cái bản vẽ này mình cũng muốn ghi thêm cho nó là thế thì cái bản này là link từ đâu, thì cái ký hiệu nó có thể ghi lên đây này, nó sẽ ghi lên đây chúng ta là thì cái mặt cắt của chúng ta là được tạo ra hay là được link đến một cái bản vẽ khác, đúng không? Rồi tiếp theo là bây giờ ở đây mình giả sử như là cái mặt cắt 11 này này, đúng không? Mặt cắt 11 chúng ta vừa tạo ra ở đây, nếu chúng ta đưa nó vào trong bản vẽ mà cùng view, ví dụ là bản vẽ này là mặt bằng kết cấu tầng 2 nhá, nó đưa mặt cắt 11 vào đây, nó vào nó đã có trong bản vẽ khác. Đây chúng ta xóa ở đây đi đã. Đây ví dụ mặt cắt 11 chúng ta đưa vào đây. Rồi cái ghi chú của thằng cắt này chúng ta sẽ chọn sang cái section này chúng ta mới tạo ra. Đấy, đặt sang đây. Đấy, nếu mà như này đó, như này thì như này chúng ta gọi là mặt cắt cùng view, bởi vì hai thằng này là cùng view với nhau. Thì như vậy là khi ở trên mặt bằng chúng ta dùng cái ký hiệu mặt cắt này là rất là đẹp, đó, vì nó thể hiện cùng ở đây. Nhưng bây giờ giả sử chúng ta gặp một cái mặt cắt mà khác view, ví dụ mình cho là cái mặt cắt 22 này đi. Giờ mặt cắt 22 mình sẽ chuyển nó sang bản vẽ này, 22 này. Đấy, cái này mình chưa chỉnh sửa nhá. Chúng ta vào mặt cắt 22 và chúng ta vào view này, view template, apply template và chọn view mặt cắt này. Ok. Đấy, nó chỉnh lại cho chúng ta theo cái view mặt cắt 22 chúng ta muốn cắt vào cái dầm này. Đấy, ví dụ thế, chưa đi được. Cái này mình lấy ví dụ đây, nó thiết lập lại. Đấy, ví dụ thế mặt cắt 22 chúng ta đưa vào đây. Đấy, nó đang ở tít đây. Để nó vào. Đấy, chỉnh cho nó cái section. Đấy, mới đưa vào đây. Thế đưa vào đây thì khi xem bản vẽ này này, chúng ta không biết là thì cái mặt cắt ở đây nó đang hiện là 11 ấy, thì là nó lấy ở đâu, đúng không? Và trong khi từ đây thằng này là mặt cắt 22 đúng không? Chúng ta sẽ chỉnh nó là đi theo number là 2 nhé. Đấy, là mặt cắt 22 này là chúng ta không biết là nó cắt từ bản vẽ nào. Thế thì bình thường chúng ta sẽ phải ghi chú đây, ví dụ là chúng ta vì chúng ta cắt nó từ bản vẽ KC01 này này. Đây là cái mặt cắt 22. Thì ở trên này cũng phải hiện là thì cái bản mặt cắt ấy đang được thể hiện từ KC02, thì ở đây nó phải hiện là KC02 chẳng hạn. Còn cái bản mặt cắt này ở đây nó phải có một cái ghi chú là là KC01 để hiểu là mặt cắt này được lấy ở KC01. Thế thì để tạo ra cái đấy thì chúng ta làm thế nào? Thế thì thông thường cái mặt cắt như vậy thì chúng ta gọi là mặt cắt khác view. Thì cái mặt cắt khác view ấy, thì trên bản vẽ cái ký hiệu nếu mà vẫn dùng cái ký hiệu mặt cắt này thì nó không đẹp. Thì thường như thế là chúng ta thường dùng cái ký hiệu mặt cắt giống như mặc định của chương trình như thế này. Cái ký hiệu mặt cắt này là cái section tag. Chúng ta không chọn cái như này nữa, chúng ta chọn cái của nó ban đầu này, cái head section fill này. Còn cái ký hiệu mặt cắt này chúng ta chọn sang cái m section type file horizontal như này là ok. Đấy, apply ok này. Đấy thì cái ký hiệu mặt cắt như thế này thì nó thể hiện đầy đủ cái thông tin ở đây. Thế nhưng mà cái này nó vẫn hơi dày hơi xấu, chúng ta có thể chỉnh sửa lại nó một chút như thế nào. Đấy, thì ở đây mình sẽ xem, thì các bạn nhìn là cái family này là family này, family này, edit time này. Đây là family này, edit này. Đây. Thì các bạn nhìn thấy cái section của nó đang là cái một là section type là file view horizontal này, một cái thứ hai là section head view đúng không? Đấy, chúng ta sẽ chỉnh hai cái thằng này cho nó xinh xinh một chút đúng không? Như thế ok này. Ta tìm đến hai cái family này.
thì ở đây cái ký hiệu horizontal ngang này thì chỉnh tương tự như cái mặt cắt trước thì các bạn tự chỉnh. Còn ở đây mình sẽ hướng dẫn chỉnh cái thằng này một chút về cái hình học cũng như là về các cái label của nó. Chúng ta tìm đến cái family này, family m đâu, family của chúng ta là đây, cái m section head đúng không ạ? Kích vào này, edit này, rồi nó là cái này. Các bạn dùng lệnh vg mở hết các nét ấn lên đấy, thì các cái thông tin này cơ bản chúng ta giữ nguyên. Để ở đây các bạn thấy nó có một cái label này đấy, label này là tùy theo number thì ok. Ở đây có một cái label nữa, đấy là sheet number đúng không? Cái label này là label sheet number, thì cái sheet number này là label này nó ok rồi, nó đã lấy theo cái sheet number mà chúng ta để cái mặt cắt đấy rồi thì nó đã lấy vào đây. Giờ chỉ có cái là cái thằng này nó đang hơi to đúng không? Thì các bạn có thể chỉnh nó bé lại một chút. Cái thằng này đang để là mirror 2 này, cái thằng này đang là 2 này. Cái vòng tròn nó đang hơi to thì các bạn có thể cho nó bé lại một tí. Các bạn có thể chỉnh cái vòng tròn này bé lại nhé. Đấy tùy ý, và nếu không chỉnh thì các bạn có thể để nguyên. Đấy thì các bạn chỉ nhớ hai cái biến này thôi. Cái biến này là biến đi theo number này. Đấy, còn cái biến này là biến sheet number. Ok chưa? Đấy thì như vậy là chúng ta nắm hai cái biến này, và các bạn có thể chỉnh cái hình dạng này bằng cách là vào quit và sửa các cái chi tiết line có kéo ở trong này, giống như là cái chỉnh cái mặt cắt trước mà mình đã hướng dẫn. Đấy, khi sửa xong thì xếp lại. Ở đây thì mình cứ giữ nguyên cái này và mình không sửa gì cả. Ở đây có một cái mà mình muốn nói thêm với các bạn, đấy là khi các bạn bố trí vào thì cái thằng này nó không thể hiện được. Cái này là cái tiêu đề mà chúng ta đã tạo ra từ trước thì nó không thể hiện được là thế thì cái mặt cắt này là được link đến cái bản vẽ nào. Thì mình muốn sửa lại cái tiêu đề này một chút để nó thể hiện được cái vị trí mặt cắt đấy. Chúng ta sửa như thế nào? Thì cái tiêu đề này của chúng ta là tên của nó là tiêu đề đây. Chúng ta sẽ sửa một cái, chúng ta kích chuột phải vào. Xong rồi chúng ta chọn edit này, mở cái family tiêu đề. Thì trong cái tiêu đề này chúng ta đang có một cái là cái mặt cắt ở đây. Thì mình copy ra một cái mặt cắt nữa, copy này, và chúng ta paste nó ở đây. Chúng ta copy xuống, không phải paste, copy xong rồi dịch nó xuống dưới đây một cái, tí chúng ta nâng lên xong. Thì cái này là mặt cắt, thì nó đang được gán một cái biến đúng không? Nó đang được gán một cái biến là visible ở trong này, cái biến là section name. Bây giờ mình tạo ra thằng này một cái biến mới là section name khác view đúng không? Different đấy. Ví dụ thế. Chúng ta vẫn đặt tên là, đây chúng ta sẽ đặt tên nó là section name difference. Rồi ví dụ đặt tên là như vậy đúng không ạ? Tức là khác nào, viết rõ ra là view different đi. Ok chúng ta gán cho cái biến này đấy, gán cho nó cái biến mới nha. Bây giờ mình sẽ sửa cái label này, edit này, mình tạo thêm vào đây một cái label khác, thì thằng này mình sẽ là cái references s đó bạn. Đấy, references đây, tạo cho nó một cái dấu ngoặc ở đây, ở hai cái phần là prefix và suffix, và cái này chính là cái tên của cái bản vẽ, được chưa? Outline này. Ok, đấy các bạn thấy thế này. À, bây giờ chúng ta dịch chuyển nó lên. Đấy, dịch nó lên, bây giờ nó trùng với vị trí trên thì thôi.
Ok. Đấy, như vậy là chúng ta xong, chúng ta xếp lại. Yes. À, chúng ta load nó vào nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ override này. Chúng ta sẽ phải sửa thằng này một chút, nó đang hiện cả mấy cái thằng kia, chúng ta sửa lại một chút này. Rồi, nó đang ở đây cho. Thì các bạn nhìn này. Các cái tiêu đề chúng ta này, chúng ta nháy đúp vào một cái, chúng ta sửa này. Ví dụ là section name này thì chỉ hiển thị mình cái section thôi nha. Sheet name này thì hiển thị mình sheet bộ tích này đi. View name này hiển thị mình view bộ cái này đi. Chúng ta duplicate cho tạo một cái nữa. Đấy là chúng ta gọi là section name view different. Rồi, ok. Đấy, và chúng ta chỉ chọn vào cái section name view different này thôi. Ví dụ đây, ok. Đấy, như vậy xong chưa? Ok này. Đấy, nó sửa xong, bây giờ chúng ta có thể chọn thằng này. Mà cắt này. Đấy, nó có một cái là gì? Ở đây chúng ta phải vào gì? Edit type này, mình tạo ra một cái mới này. À, duplicate vẫn là gì? Section name view different. Ok. Và chọn cái thằng này về section name view different. Ok này. Đấy, các bạn thấy nó hiển thị chạy KC01 này. Để nó được link được bản KC01 sang. Đấy, được chưa? Đấy thì quay lại bản vẽ là chúng ta thấy đây. Cái thằng này là đã link này, mặt cắt 22 này, KC02 này. Thì thằng này đây là mặt cắt 22 này, từ KC01. Đấy, thì đây là cách chúng ta tạo ra cái tiêu đề cho cái mặt cắt khác view. Đấy, thì cái bài này nó sẽ dừng lại ở đây. Xin chào và hẹn.